lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa vì thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng thường nhiếp thọ phương tiện thiện xảo nên chẳng rơi vào địa vị thanh văn và độc giác mau chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột Phật dạy, này thiện hiện, có thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, từ khi mới phát tâm lìa chấp ngã và ngã sở, tu hành bố thí Ba la mật đa, lìa chấp ngã và ngã sở tu hành tịnh giới ba la mật đa lìa chấp ngã và ngã sỏ tu hành an nhẫn ba la mật đa lìa chấp ngã và ngã sỏ tu hành tinh tấn ba la mật đa lìa chấp ngã và ngã sỏ tu hành tịnh lự ba la mật đa lìa chấp ngã và ngã sỏ tu hành bát nhã ba la mật đa này thiện hiện Thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi tu bố thí chẳng nghĩ thế này, ta tu hành bố thí, kia nhận của ta bố thí, ta bố thí vật như vậy. Khi tu tịnh giới chẳng nghĩ thế này, ta giữ giới, giới là đối tượng ta giữ, ta thành tựu giới ấy. Khi tu an nhẫn chẳng nghĩ thế này, ta tu an nhẫn, kia là đối tượng ta nhẫn, ta thành tựu nhẫn ấy. Khi tu tinh tấn, chẳng nghĩ thế này, ta tu tinh tấn, ta vì tinh tấn này, ta đủ tinh tấn ấy. Khi tu tịnh lự, chẳng nghĩ thế này, ta tu định, ta vì tu định này, ta thành tựu định ấy. Khi tu bát nhã, chẳng nghĩ thế này, ta tu tuệ, ta vì tu tuệ này, ta thành tựu tuệ ấy lại nữa thiện hiện các thiện nam tử thiện nữ nhân trụ bồ tát thừa này khi tu bố thí chẳng chấp có bố thí chẳng chấp do bố thí này chẳng chấp bố thí là ngã sở khi tu tịnh giới chẳng chấp có tịnh giới chẳng chấp do tịnh giới này chẳng chấp tịnh giới là ngã sở khi tu an nhẫn chẳng chấp có an nhẫn chẳng chấp do an nhẫn này chẳng chấp an nhẫn là ngã sở khi tu tinh tấn chẳng chấp có tinh tấn chẳng chấp do tinh tấn này chẳng chấp tinh tấn là ngã sở khi tu tịnh lự chẳng chấp có tịnh lự chẳng chấp do tịnh lự này chẳng chấp tịnh lự là ngã sở khi tu bát nhã chẳng chấp có bát nhã chẳng chấp do bát nhã này chẳng chấp bát nhã là ngã sở vì sao? Vì trong bố thí ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa Sa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của bố thí ba la mật đa. Trong tịnh giới ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của tịnh giới Ba la mật đa, trong an nhẫn Ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khỏi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của an nhẫn Ba la mật đa, trong tinh tấn Ba la mật đa không phân biệt như vậy để có thể khỏi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tinh tấn Ba La Mật Đa. Trong tịnh lự Ba La Mật Đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này. Vì sao? Vì xa lìa bờ bên này, bờ bên kia là tướng của tịnh lự Ba La Mật Đa. Trong bát nhã Ba La Mật Đa không phân biệt như vậy để có thể khởi chấp này vì sao vì xa lìa bờ bên này bờ bên kia là tướng của bát nhã ba la mật đa